nhí nhá anh. Nhắc đến David Way là cứ lên một video là giật mình thon thót video đấy. Cái này cho lại luôn nhá, chờ lúc nhà nước bắt đầu luôn nhá. Dạy như dạy con em nhỉ. Dạy như dạy con, kèm như kèm con rồi. Hello, một viên phần hai số phận nhá. Quán luôn đều đều em thấy đều đều ấy. Nhạn thì gọi là cu nhạn. Thật. Anh em mình ai cũng có thể gọi là cu nhạn. Đơn này em ơi. Cái quan trọng là không để cho mình tôn trọng mà thì mình gọi là cu. Và khi nào mà nhạn nó ngoan rồi, có tầm nhìn hay có cái suy nghĩ rồi thì mình sẽ gọi là anh nhạn. Còn bây giờ chỉ là cu thôi. Nhạn là sắp đường. Nhạn nó bị lủng rồi anh. Thở ra mình phải bắt lỗi nhạn để cho nhạn nó lớn lên, nó khôn lên được. Đúng không? Bây giờ bây giờ nhạn nó muốn làm anh lớn, đúng không? Anh lớn thì bây giờ phải có cái tầm nhìn nó phải tầm nhìn xa chứ không tầm nhìn hạn hẹp được. Chứ bây giờ anh lớn như của cu nhạn, bây giờ cái tầm nhìn chỉ trong cái gọi là 16 inch của cái điện thoại thôi thì không bao giờ lớn được. Đấy là khẳng định với anh em một điều đấy nhá. Bao giờ mà cái tầm nhìn nó qua được cái điện thoại hay qua được cái smartphone ấy thì nó mới lớn được. Chị ăn gì không để ăn? Em đi không để ăn? Em mai chuyển hướng này làm đi làm kênh review các món ăn nhỉ? Đi nhà hàng là đấy review các món ăn lên hay. Chuyển content luôn, làm review các món ăn ở Hà Nội. Mọi người mời nhạn Hải Phòng vào đi. Nó chặn em rồi, nó chặn em các nền tảng luôn. Dô la chặn này, tờ bò chặn này, tất tật tật gì liên quan là cậu chặn hết rồi. Ngày xưa cậu ấy xin địa chỉ nhà em mà chia sẻ vị trí luôn mà ngay luôn, cậu dọa trẻ con ấy. Mày gửi vị trí luôn nhưng mà mày xem nào, con chó gửi lại. Gửi lên gọi lại cho em máy. Thử lên đi xem nào. Anh hiểu chưa? Bố là chúng nó rồi. Nhưng mà quan trọng lên để làm gì, lên lên thì có gặp được ai đâu anh. Cậu lên Hà Nội, lên toàn loanh quanh kiểu cách địa bàn Hà Nội 20-30 cây bắt đầu chụp cái ảnh lên thì có làm khách được ai đâu. Cho trẻ con đi mặt lại vàng mẹ em chẳng cẩn thận luôn. Thôi vàng bây giờ nhạn nó còn bé. Tù bây giờ anh phải thông cảm cho người ta, bởi tù lâu như thế. Tù từ bé mười mấy 25 thì cái tuổi thanh xuân hết ở trong tù rồi. Bịt mặt lại cho trẻ con vàng, mỗi thằng nó đái vào mặt này. Không phải, tù lâu rồi mình phải thông cảm cho người ta thì. Thì đấy, hôm qua tôi xem lại cái vụ video của cu nhạn này, nó nói về cái vụ bảo là anh em trên Hà Nội xem ai 10 hộ khó khăn không mua 10 cái xe máy để tặng mỗi người cái ở đây. Đấy, anh là hộ khó khăn đây. Nhưng mình nghe nó hơi chối. Đấy, trên Hà Nội xe có phải thiếu đâu mà phải tìm 10 hộ khó khăn. Không được rồi, đấy đưa chủ live stream cả hiệp đen lên. Vâng, lại khoe đúng không? Hiệp đen một ngày cũng mẹ có vẻ lỗi. Toàn khoe đây nhưng mà đâu em phải chẳng chơi gì cả vì mấy anh cũng già rồi, cũng có tuổi rồi, chẳng được chẳng với mình ý. Hiệp đen nó có gì là già đâu. Vâng. Nhưng mà ông ấy cũng không nên mạng chỉ mới. Cậu cũng phải 71 để 10 anh. Tầm 71 để 10 và 69 cho 8. Không, không. Hiệp đen gọi Dũng chào bằng anh mà. À thế ạ? Thế đi thì kém anh Dũng rồi. Thế chắc là em 69. Không, hiệp đen nó 7 mấy thôi. Không, Ngọc Sử gọi bằng anh mà. Thật ra là mấy anh giang hồ bây giờ. 75. Xem like của anh thì có làm gì đâu. Kể cả anh nói thật với anh em như này nè. Nhá. Em gọi từ cu nhạn. Anh bảo là anh Hùng, anh bảo anh là từ cu nhạn đến cả cu cường cúng luôn. Đấy, bọn nó cứ môi mõm trên này toàn vác những cái đòn tù, đòn tội ra để là văn vở trên này thôi. Nhưng mà thật ra mình biết chất của chúng nó rồi. Mấy anh em hiểu không? Hiểu vấn đề chưa? Làm cái này đấy chị nhá. Biết chất rồi thì bây giờ mình chỉ có bẻ đao thôi. Mà bẻ đao chỉ có phô. Cho một cái nem mù nữa nhá. Ăn đi. Đúng không? Bây giờ anh em thử xem thôi. Tôi rồi đâu. Cu nhạn là thời gian này.
riêng cái thời gian này là cu nha. Mày đi tù rồi thì mày là ngu những cái gì mày cứ khoe làm cái gì, tù tội vẻ vang cái gì mày cứ khoe ra hả? Mày tội tù với tội gì mày thử khai ra xem nào. Đấy lúc này chứ không có ông Tùng không phải đi chém chết người yêu đấy cu à? Em đi cho mà, em đi cho là mày là một trong những cái thành phần hay đi gọi là ăn trộm xin ít để đi về mình ngâm rượu đúng không? Chuẩn không? Nhớ lắm rồi chị, mày nhớ lắm rồi. Những cái thằng như mày ấy, anh nói cả Tuấn Anh như này, tốt nhất là lên ở tù lâu của em, thật sự nên ở tù lâu quá. Chứ em mới ra tù sớm quá, nhiều khi là học hết cả xã hội. Thì xã hội mà có những thành phần như em là luôn là lo ngày ngày ấy đấy. Nha Tuấn Anh nhá. Nhạn không vào à? Nhạn nhí nhảnh không vào à? Hello mọi người nhá. Xem nào, lần đầu tiên mình live stream đây này. Xem nào. Không, lần đầu tiên em live stream đây này. Tất. Đấy, anh ghét thằng Tiến Bịp thì anh nói luôn vào đây cho em xem nào. Mẹ cái bọn quảng cáo cờ bạc, cái thằng bố nhà chúng nó là làm anh thề anh mất bao tiền đấy. Năm ngoái anh mất tiền trăm đấy, thằng bố nhà chúng nó là cái thằng 6789 với thằng Tứ Quý 8 đấy. Anh còn gọi cho nó bảo là anh đánh ba crap đấy. Thằng bố nhà bọn mấy cái thằng, mọi người đừng gọi, đừng